cho người dân nè, không hết tiền cho người dân quận 8 nè, trường Nam Đại học Sài Gòn nè. Mọi người coi đi. Nè mọi người nói đi, mình đưa ống lại đâu. Đó. Chính xác giờ này là chưa 5 giờ nha mọi người, chưa hết giờ hành chính nha. Triệu đủ mẹ ra trong cơ giật tay. Má nào hai bạn.